Chào mừng các bạn đến với Dungeons & Dragons, một kênh YouTube xoay quanh board game cho cộng đồng nói tiếng Việt. Trong tập ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một tựa game rất là nhỏ gọn, xinh xắn và cũng rất là tiện lợi, mang tên là Micromycelium, đến từ tác giả Floyd Liu. Đây là một tựa game dành cho 1-4 người chơi, với cơ chế chính là tiling, hay còn là đặt gạch đấy. Và tựa game này sẽ có một cái nhịp độ chơi rất là nhanh và cũng rất là dễ tiếp cận. Thời lượng chơi của game sẽ chưa đến 20 phút cho một game. Nào, hãy cùng Dungeons & Dragons khám phá Micromycelium nhé. Trong Micromycelium, người chơi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mở rộng sự phát triển của một trong 4 loại nấm khác nhau. Mỗi loại nấm sẽ bao gồm 9 mảnh gạch khác nhau, trong đó bao gồm một bông hoa, một gốc cây, một tảng đá và 6 mảnh spores hay còn là bào tử khác nhau. Mà trong một game thì người chơi sẽ sử dụng hết toàn bộ những cái mảnh của mình và mục đích của họ đó là ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Trong game thì sẽ có rất là nhiều cách ghi điểm khác nhau và dĩ nhiên rồi, ai nhiều điểm nhất vào cuối game sẽ là người chiến thắng. Quá trình setup và chuẩn bị cho Micromycelium cũng rất là đơn giản. Đầu tiên ấy, đó là mỗi người sẽ chọn một loại nấm và họ sẽ thu thập toàn bộ thành phần của loại nấm này dựa trên mặt sau của cái mảnh nấm. Như các bạn thấy đây, chúng ta đang có 4 loại nấm khác nhau dựa trên cái mặt sau của mảnh nấm này. Và sau khi mỗi người chơi đã có đủ 9 mảnh này, thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình setup cái market hay còn là cái khu chợ của người chơi. Mỗi người chơi sẽ có một khu vực chợ cho riêng mình và cái khu vực chợ của người chơi nó sẽ bao gồm 3 mảnh khác nhau. Thì trong quá trình setup cái khu chợ ấy, thì người chơi sẽ phải chọn ra 3 cái mảnh đặc biệt. Đầu tiên đó là gốc cây, tảng đá và bông hoa như các bạn đang thấy trên hình đây. Mảnh bên trái ngoài cùng chính là tảng đá, mảnh ở giữa chính là cái gốc cây và mảnh bên phải ngoài cùng đó chính là bông hoa. Người chơi sẽ chọn một trong 3 mảnh này làm mảnh bắt đầu của khu chợ. 2 cái mảnh còn lại sẽ được đặt vào trong cái chồng bóc của người chơi. Ví dụ như trong trường hợp này, mình sẽ chọn mảnh gốc cây là mảnh xuất phát của khu chợ. 2 cái mảnh còn lại mình sẽ đặt vào trong cái chồng bóc và sau đó mình sẽ xào chúng lên. Sau khi đã xào xong thì mình sẽ rút ra 2 cái mảnh mới tạo thành một khu chợ với 3 cái mảnh để lựa chọn. Những người chơi còn lại cũng sẽ làm điều tương tự. Và như thế là chúng ta đã sẵn sàng để chơi Micromycelium. Trước khi đi sâu vào luật chơi thì mình sẽ giải thích cho các bạn một chút khái niệm trong game. Đầu tiên đó là khái niệm về spores hay còn gọi là bào tử nấm. Bào tử nấm sẽ xuất hiện trên 6 mảnh nấm của người chơi và chúng là những cạnh phát sáng bởi cái màu của người chơi. Như trong cái mảnh này đây thì chúng ta đang có tổng cộng là 6 cạnh và 6 cạnh này đều là những cái bào tử nấm cả. Mỗi người chơi sẽ có 6 mảnh nấm khác nhau và sự xuất hiện của các bào tử này sẽ lần lượt là từ 1 tới 6 trên các cái mảnh này. Khái niệm tiếp theo là roots hay còn gọi là rễ cây. Rễ cây cũng xuất hiện trên các mảnh nấm nhưng mà ngược lại với bào tử, những cạnh mà không phải là bào tử thì sẽ là các rễ cây. Các bạn lưu ý đó là rễ cây chỉ xuất hiện trên những cái mảnh nấm mà thôi. Còn đây là mảnh bông hoa. Những cái cạnh mà trên mảnh bông hoa thì nó sẽ được tính là bông hoa chứ không được tính là rễ mặc dù nhìn rất là giống. Còn đây là mảnh gốc cây. Như các bạn đang thấy, mảnh gốc cây nó cũng có một cái chút gì nó phát sáng lên đấy. Nhưng mà đáng tiếc nó không phải là bào tử đâu. Nó cũng chỉ là một nhánh phân ra của gốc cây mà thôi. Trong lượt của mình, người chơi sẽ chọn một trong 3 mảnh từ khu vực của người chơi và sau đó họ sẽ đặt nó liền kề với tối thiểu một cạnh của một mảnh khác trong khu vực chơi chung. Nếu như là người chơi đầu tiên thì họ chỉ cần đặt mảnh họ muốn vào khu vực chơi chung mà không cần quan tâm tới sự liền kề. Người chơi có thể tùy ý xoay cái mảnh họ chọn theo nhiều hướng khác nhau trước khi đặt vào khu vực chơi chung. Sau khi đặt xong rồi thì người chơi sẽ mở ra một mảnh mới từ cái chồng bóc của mình để đảm bảo họ luôn luôn có 3 sự lựa chọn trong khu chợ. Và người chơi tiếp theo cũng sẽ làm điều tương tự như vậy trong lượt của họ. Chọn một trong 3 mảnh từ khu chợ, sau đó đặt nó liền kề vào một trong những mảnh đã có sẵn từ khu vực chơi chung. Và cuối cùng đó là lật một cái mảnh mới từ chồng bóc để luôn luôn có 3 sự lựa chọn trong khu chợ. Người chơi sẽ thay phiên nhau thực hiện lượt hành động cho tới khi trò chơi kết thúc. Trò chơi nó sẽ kết thúc khi mà mỗi người chơi đã thực hiện xong 9 cái lượt hành động, tương đương với việc sử dụng hết toàn bộ những cái mảnh trong cái bộ nấm của người chơi. Khi game kết thúc thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tính điểm để tìm ra người chiến thắng của trò chơi. Cách tính điểm đầu tiên đó là dựa trên những mảnh nấm của chính người chơi. Với mỗi cạnh bào tử mà không có liền kề với cái bất cứ mảnh nào thì người chơi sẽ ghi được một điểm. Như trong ví dụ này, bào tử thuộc cái mảnh nấm mình đang chỉ nó sẽ cho người chơi màu vàng một điểm. Với cách tính điểm như vậy thì người chơi màu vàng sẽ có tổng cộng là 6 điểm từ những cái bào tử trên mảnh nấm của họ. Trong khi đó thì người chơi màu đỏ sẽ có 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 này, 9 này, 10, 11 điểm tổng cộng từ những cái bào tử trên mảnh nấm của họ. Tiếp đến, người chơi sẽ tính điểm dựa trên mảnh gốc cây.
cứ mỗi cạnh của mảnh gốc cây mà kết nối liền kề với một cái bào tử cùng màu tương ứng của người chơi thì họ sẽ được 3 điểm. Như trong ví dụ này, người chơi màu vàng sở hữu cái gốc cây của họ kết nối với 3 bào tử cùng màu, vậy nên người chơi màu vàng sẽ ghi được 9 điểm từ cái gốc cây màu vàng của họ. Tương tự, người chơi màu đỏ cũng sẽ ghi được 9 điểm từ cái gốc cây của họ, tại vì cái gốc cây này đã kết nối được với 3 cái bào tử cùng màu tương ứng. Các bạn lưu ý nhé, 2 cái bào tử màu vàng này sẽ không cho người chơi màu đỏ bất cứ điểm nào cả, tại vì nó không cùng màu với người chơi màu đỏ. Cách tính điểm thứ 3 đến từ những mảnh bông hoa của người chơi. Họ sẽ ghi được 2 điểm cho mỗi cạnh trên mảnh bông hoa khi mà các cạnh này liền kề với bất cứ những cái rễ nào, không nhất thiết là rễ cây của chính người chơi. Như trong trường hợp này thì bông hoa của người chơi màu vàng cho người chơi màu vàng 6 điểm, còn bông hoa của người chơi màu đỏ cũng cho người chơi màu đỏ 6 điểm. Ngoài 3 cách tính điểm cơ bản kể trên, chúng ta còn 2 cách tính điểm nâng cao khác nữa. Cách tính điểm nâng cao đầu tiên đến từ những cái bào tử cùng màu liên kết với nhau. Hai mảnh này sẽ cho người chơi màu đỏ 1 điểm vì nó có bào tử liên kết với nhau. Hai mảnh này cũng sẽ cho người chơi màu đỏ 1 điểm nữa. Như vậy, người chơi màu đỏ sẽ được thêm 2 điểm. Người chơi màu vàng cũng sẽ ghi được 1 điểm từ sự kết nối của hai bào tử này, cũng như thêm 1 điểm từ sự kết nối của hai bào tử ở đây nữa. Như vậy, họ cũng sẽ được 2 điểm. Ở cách tính điểm cuối cùng thì người chơi sẽ được 1 điểm dựa trên mẫu liên kết rễ cây từ bông hoa của đối thủ. Và để làm được điều này thì bông hoa của người chơi nó phải được liên kết với các bông hoa khác của đối thủ mà không có sự gián đoạn từ những cái bào tử. Trong ví dụ này, bông hoa màu vàng và bông hoa màu đỏ liên kết với nhau nên người chơi sẽ được điểm từ những cái liên kết rễ cây của đối thủ. Bông hoa màu đỏ thì liên kết với 3 cái rễ cây nên nó sẽ cho người chơi màu vàng 3 điểm. Bông hoa màu vàng cũng liên kết với 3 cái rễ cây nên nó sẽ cho người chơi màu đỏ cũng là 3 điểm. Và đó là cách chơi Micro Mycelium, một tựa game có thời lượng chơi ngắn, luật chơi dễ giải thích. Đối với mình, đây là một tựa game đậm chất chiến thuật khi mà người chơi liên tục phản ứng và đưa ra những phương án giải quyết dựa trên cách đặt mảnh của đối phương. Game sẽ thích hợp cho 3 người chơi khi mà những toan tính chặn nhau, những điểm liên kết sẽ hiện ra rõ hơn. Các bạn nghĩ sao về trò chơi này? Đừng quên cho mình biết ở trong phần bình luận nhé. Nếu như các bạn thích nội dung này thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những nội dung liên quan đến board games một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình đến từ Dungeons & Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.